8 loại thực phẩm cấm kỵ việc hâm nóng bằng lò vi sóng. Mến chào quý cô bác và các bạn đang xem kênh Sống Xanh. Cô bác và các bạn thân mến, nhiều người Việt có thói quen hâm nóng lại thức ăn. Tuy nhiên, có nhiều loại thực phẩm không nên hâm nóng lại vì chúng gây hại cho cơ thể con người. Khi bạn hâm nóng lại một số loại thực phẩm, các chất dinh dưỡng trong chúng sẽ thay đổi. Điều nguy hiểm hơn là nhiều loại thực phẩm cũng sẽ bị biến chất, sinh ra những chất cực kỳ nguy hiểm có thể gây ung thư. Để phòng tránh những thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn 8 loại thực phẩm không nên hâm nóng lại nhé. 1. Cần tây. Cần tây là gia vị tuyệt vời cho các món canh, nhưng nếu hâm chúng lần thứ hai trong lò vi sóng làm chất nitrat trong cần tây chuyển hóa thành nitrit độc hại giải phóng các chất gây ung thư. 2. Trứng. Trứng là món ăn khá phổ biến, tuy nhiên việc hâm trứng trong lò vi sóng có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy hãy sử dụng trứng khi được nấu chín và loại bỏ suy nghĩ hâm lại chúng. 3. Rau chân vịt. Nhiều người ăn theo chế độ rau xanh đều cho rằng rau chân vịt có lợi cho sức khỏe vì nó có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Cũng giống như cần tây, rau chân vịt chứa hàm lượng nitrat cao, chất có thể chuyển hóa độc hại khi hâm nóng. Sử dụng rau chân vịt với bánh mì hoặc salad để có món ăn ngon lại không gây hại tới sức khỏe. 4. Nấm. Nấm là thực phẩm giàu protein, vitamin và axit amin. Tuy nhiên khi hâm nóng các thành phần protein sẽ thay đổi gây đau bụng và đầy hơi. Hãy bảo quản nó trong tủ lạnh và ăn ngay sau khi hâm nóng với nhiệt độ không quá 70 độ C nếu bạn không muốn bỏ đi lãng phí. Tận dụng bằng cách sử dụng chỗ nấm còn lại làm nước sốt mì hoặc salad sẽ hiệu quả hơn nhiều. 5. Khoai tây. Khoai tây nằm trong danh sách đen các thực phẩm không nên hâm lại lần thứ hai. Nếu không muốn bỏ phần khoai tây thừa, hãy chế biến chúng thành món khoai tây nghiền kiểu Pháp hoặc thêm vào món salad thay vì hâm trong lò vi sóng. 6. Thịt gà. Khi hâm nóng thịt gà, chất protein thay đổi gây hại cho vấn đề tiêu hóa. Vì vậy, cách tốt nhất là thêm phần thịt thừa cho món salad hoặc kẹp sandwich. 7. Củ cải. Thành phần trong củ cải chứa nhiều nitrat, dễ chuyển hóa độc hại khi hâm nóng. Hãy ăn củ cải khi vừa nấu chín hoặc ăn nguội để mang lại lợi ích tốt nhất cho cơ thể. 8. Cơm. Cơm chứa hàm lượng tinh bột cao, rất giàu vitamin, khoáng chất và axit amin. Nhưng cơm nguội khi để lâu chứa các vi khuẩn gây ngộ độc và có hại cho sức khỏe nếu chúng ta hâm nóng. Để tốt cho sức khỏe, hãy ăn cơm ngay khi còn nóng hoặc sau khi nấu 1 giờ, nếu không hãy bảo quản trong tủ lạnh. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác và các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.